tự nhiên đó lo. Họ ghim nhàng này. Ai mai giữ con ông đừng có đẹp. Năm nay là một chú heo quay, gà, tôm, cua. Cục đèn á. Chủ nói là ai cũng có phần cả các. À, bên này nè, bên này nè, thấy nghe. Thôi các bạn kể cho đấy. Xe cốc. Có mấy xe cốc rồi. Ông chủ kêu mấy xe cốc à. Chờ xíu. Các bạn trẻ đến. Con nhỏ chút xíu để cho người ta làm quay. Chúng ai cũng có phần hết trơn rồi, có lo. Đi, anh quá xà, không đi. Đó, anh trai cho anh. Có phần hết trơn á. Tôi đã chạy qua bên kia rồi dùng á. Coi để ý anh nào cầm bao tiền. Thôi mình đi hậu trường trước đi, hậu trường chứ. Từ sáng đi được mấy ca rồi bạn em? Dạ, nhiều rồi hả? Giật được nhiều không? Năm nay giật được nhiều không? Được à. Ồ, các bạn đứng nè, quá trời quá đất luôn. Kia đó, các bạn đang đứng ngay bên góc Bùng Binh nè, cô chú anh chị. Dạ, bên góc Bùng Binh. Rồi bên đường rất là nhiều luôn. Đây là toàn cảnh. Năm nay thì đó. Các bạn đang đứng quá trời quá đất luôn. Phải có người đứng canh nha, chứ không là không. Phải có người đứng canh. Chứ không là chưa thắp nhang chưa xong là xong á. Điên kìa, dạy việc kìa quá trời quá đất luôn. Chung là đứng, các bạn đứng rất là nhiều luôn. Cho em xin một like, một chia sẻ và một đăng ký nha cô chú anh chị và các bạn. À, đứng bên đây nhìn qua. À, đông lắm. Thank you.
được tới vậy đi rồi. Đổ cho tù cho tụi bạn. Các bạn đứng chờ. Đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Trần Hưng Đạo nối dài Bình Trần Hưng Đạo B. Các bạn đứng rất là đông. Mỗi năm là tới dịp tháng 7 đó là tháng Vu Lan đó cô chú, tháng báo hiếu, thì thường là các mà đặc biệt là các bà con người qua đó là thường hay cúng cô hồn lắm, các bà con người qua cô hồn rất là nhiều. Ở Phùng Hương Hãn đó là năm nào cũng cúng, năm nào cũng ở đây là một trong những cái địa điểm mà là gọi là khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Em quay trước cái khung cảnh là các bạn trẻ đang đứng chờ đó, đứng chờ trước, chờ đó các bạn ngồi. Các bạn đang ngồi bên kia cúng lâu lắm, cúng mình chờ nó phải tàn cho ngang nha, rồi bắt đầu với làm tiếp tục các thủ tục. Địa điểm này hàng năm cũng thu hút khách nước ngoài đó, khách chú có một mày ơi, chú. À, quay mặt này là rồi à, quay mặt thì kỹ không này, đa số là các bạn trẻ không mà bạn trẻ, nhưng mà cái phong cách nó vui á. Tỷ mày hả, kéo nữa đúng. Quay mấy đó, chụp mấy đó chú. Đăng lên mạng đó, nó mấy mẹ mấy cướp giật tài sản. Trời ơi. Giật vui, đây là vui. Chú này chụp hình không? Cái đây quay phim. Ờ, chú cho ông mượn coi. À, ông quay thử coi. Thôi, quay được rồi. Đó, thấy chưa, khách du lịch tới đây rồi cũng phải đứng lại quay thử, đứng lại quay kìa nè các anh chị á, nó vui năm nào cũng thế. Ờ, cái anh áo đen kia là anh rải tiền nè, mai anh đi đâu là lấy tiền ở đó. Lấy tiền thôi, quanh đôi dép luôn. Rồi các bạn đi qua đi lại rất là hồi hộp luôn. Hồi hộp quá trời luôn. Đó.
đi qua đi lại, đi qua đi lại rất là gay cấn luôn. Đó, đồ chơi bắt đầu đã đem ra và mọi người đang đứng rất là đông. Những giây phút căng thẳng nhất của màn giật cô hồn. Cũng xong rồi nha cô chú, bây giờ chỉ còn màn rải tiền nữa thôi. Canh màn biểu diễn. Thông cảm nha cô chú, quay nên là rửa tiền quá trời ơi. Tiền bay phất phơ. Tiền bay tung đá luôn. Trời ơi. Tiền bay cũng kinh khủng luôn á. Tiền bay phất phơ phất phơ. Mới vừa có một màn rải tiền bay phất phới luôn. Các bạn trẻ chạy qua chạy lại. Rất là căng thẳng luôn. Ồ, bên này là khán giả đang đứng để xem. Hồi hộp lắm. Không có đứng dám đứng rửa rải tiền liên tục mà đứng lén lén nha. Đường Trần Hưng Đạo giờ này là giờ tăng ca. Hình như là lễ hội tiền đi, ốp tải tiền lắm. Dập luôn hả? Không biết ai thải luôn. Các bạn nói là không biết ai thải luôn, đúng rồi. Bây giờ phải me me người nào mà cầm nhiều nhiều đó ra thải luôn lần dí theo đúng không? Yeah.
mưa rồi. Những năm nay những cái vụ mà những cái giỏ như kia đó là thất bại rồi. À chiếc AB á. Chiếc AB hả? Đó. Ôi. Tiền quá trời, bay khắp nơi. Trời ơi. Tại luôn chỗ 1 rồi. Đã tới chỗ 1 à. Các cái mít điện. Xếp hàng nhiều quá, không dám kéo đâu. À, xếp hàng nhiều quá à. Trời. Đó. Không kém luôn. Phải là sợ không không? Trời. Có nhiều tiền đúng không? Mình năm nào mình cũng đến đây mình chơi hả anh? Vui hả? Năm nào cũng vậy á. Năm nào cũng vậy hả? Phải vui đúng không? Nó nhiều lúc giật không được bao nhiêu nhưng mà vui. Vui. Rồi các bạn kia thất bại đi rồi. Các bạn kia, mấy bạn kia là đồ ấy là cái chụp chụp á. Thất bại đi rồi. Hả? Đúng rồi, ở đây là đã nhiều nhất phải không? Các bạn đang nhìn mưa nặng hạt rồi cô chú anh chị và các bạn ơi, mưa bắt đầu là mưa lớn rồi, trời mưa rồi. Chạy đi đâu đó. Tiền bay như mưa. Tiền bay trong mưa. Ủa anh trai được chiếm lượng phẩm nè. Anh mình được bao nhiêu rồi anh? Rồi được 20 anh. 30 à. Ơi vui quá hả? Mà nãy 20 nữa là 50. Rồi ơi, là được xăng rồi. Vừa đủ đổ xăng rồi hả? Ờ, vui quá. Không dám nhảy vô. Không dám mà. Ngoài thôi rồi, không dám nhảy vô. Dạ. Còn á, ngồi nó còn nữa. Còn nữa. Còn chưa, cái này mới có. Mới cái tờ 10.000 cơ mà. À, 10.000 với 5.000 chưa, xong tới 20 xong tới 50. Dạ. 20 rồi tới 50 anh. Ừ. Chạy từ từ. Dạ. Đó, anh trai đang dự đoán nha. Mưa rồi, mưa này hạt lắm rồi. Mưa to lắm rồi. Ôi ôi mưa là to rồi. Còn nữa anh? Dạ. Anh trai nói là còn nữa. Mưa quá. Còn nhiều lắm. Dạ. Này là mới có 50 triệu thôi. Dạ. Mấy chục triệu. Dạ. Năm tụi nó liền là coi như là 40-50 triệu. Dạ, bồ kinh với anh hả? 50. Nào đi chơi chiến thật sát.
Hôm nay chơi chiến thuật khác đúng không anh? À đúng rồi. Dạ. Mỗi năm ở trên lầu thì xuống cho. À đó. Mấy năm kia nó thảy đồng tiền xong quá. Dạ. Thảy đồ má xuống lỗ đầu luôn á. Dạ. Lỗ xuống nè. Lúc mà bả còn sống á. Dạ. Đồng tiền xu mà thời mấy 7 năm đó, 7 năm trước á mà còn bả còn sống á, bảy từ cái lầu thảy gỗ xuống không á. Dạ. Bánh trung thu ở nhà. Mấy nói chơi hết không anh. Bánh trung thu á, mình có điện một lần á, mấy bánh. Đó. Dạ. Là mấy gõ, mấy gõ, mấy gõ, mấy gõ. Là rải xuống anh hả? Ờ, rải xuống bánh trung thu á. Dạ. Anh đi rồi em còn nữa. Còn nữa anh. Tờ 20, 50 đó, giờ mới thảy 10.000 à. Mới tới 10.000 à, 5.000, 10.000 rồi, bây giờ còn tờ 20, 50. Ừ. Có khi nào được tờ 100 không ta? Không, mấy năm kia có, năm nay, 2 năm, năm nay không có rồi. Dạ. Có hết á, năm nào cũng hãy hết á, có tận trăm luôn mà hai năm nay không có. Con Thảo á, Thảo, Thảo Kim Thành á. Dạ. Nó, con nhỏ đó là nhiều nhất. Dạ, là rải nhiều nhất. Dạ, rải nhiều nhất luôn. Đó là tiệm vàng đó. Dạ. Mưa đang rất là to. Mưa hơi hơi, mấy bạn. Trăm nhân quà đó là chưa thấy tiền. À, người ta chưa thấy tiền anh. Vẫn còn ghê quá. Trời ơi, giật đồ chị luôn. Chạy đâu, trời ơi, giấy theo kia bà con ơi. Hả? Trời ơi, giấy chạy được xuống kia luôn. Ủa thiệt luôn. Trời ơi. Ông chủ kia, ông chủ kia. Trời ơi, giấy tên ông chủ kia. Rồi các bạn, các bạn quyết định là ở lại chờ 50, chờ phần 20, 50. Nhiều lúc là Dương Tâm kích tay á, chạy ngoài này nhưng mà luyện ngó kia. Có một số anh này trúng rồi, một số anh này trúng rồi. Đó. Đó, 200 kìa, 200. Dưới theo cũng không kịp luôn. Ôi, dưới theo mình dưới theo không kịp luôn. Tức là không uổng công chờ đợi sau cơn mưa. Bà chủ ôm. Bà chủ giặt bà chủ luôn á. Giật ghê thiệt à. Oh my God.
bà chủ mới đi một vòng lên kia, bà lại ra lại. Hồi nãy có mấy anh gần nhất trên kia là trúng. Các bạn quyết là quyết định là không về luôn á. Các bạn quyết định là không về luôn. Kêu quen đại đi chút ơi. Tiếp tục. Thay đồ rồi, quyết định là hết, vô dí theo bà chủ chạy không kịp luôn mà. Chú cũng ra coi thôi chứ đâu giật theo được đâu chú hả? Dạ. Dạ. mưa quá hiếp quá. Các bạn là nhất quyết là không, các bạn là nhất quyết á là không về luôn, phải đợi. Các bạn kêu thải luôn đi. Đội mưa luôn nè. Quang đi hai bên nó chọi tranh với nhau á, lúc đó là Thảo Kim Thành với lại bên bà Hương á, hai bên nó tranh với nhau. Yeah. Nó luyện trâu đó tiền cái đã lắm, yeah. Bơi luôn á. Hai bên là nó luyện luôn, giống như tranh với nhau luôn. Dạ. Yeah. Vậy là anh ở đây cũng lâu rồi hả? Anh này cũng biết đây mà. Dạ. Trâu đó nó luyện cái đã lắm kìa. Ồ đây không giống nó làm luôn. Dạ. Hai bên nó luyện là thấy thương lắm. Thấy thương luôn á. Nghiền.
ai cũng đều có hết. Dạ. Không ai mà không có, ai cũng đều có. Bánh trung thu mà nó liền là gỗ. Trên lầu liền xuống. Dạ. Mà. Ồ, mưa lớn quá trời luôn rồi. Bây giờ mưa lớn chuẩn bị bây giờ rải lớn nè. Ồ, các bạn đứng ngoài mưa luôn. Bởi vì có thể là chủ rải to, năm ngoái cũng mưa. Rải mưa mà mưa ít. Dạ, năm ngoái cũng mưa. Mưa này mà thải tiền chụp cái đã nè, dính lợ á. Lẽ là nó dần nguyên cục cục á. Các bạn vẫn đứng lại nha, không đi nha, chờ. Chờ chứ. Chờ giây phút là giây phút hồi hộp nhất, là rải tiền cực kỳ nhiều. Anh 28 thì mình hỏi quanh nè. Vô rồi. Chạy xe vòng vòng à. À bây giờ chơi chạy xe vòng vòng. Từ nãy giờ vòng vòng đó.